Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube Yogi Mom. Mình là Thương, mình dạy yoga và đang sống ở Hội An. Trong video lần trước, mình có giải thích với mọi người về các cái khu vực sống ở Hội An. Và tụi mình đã lựa chọn ra cái khu vực mà tụi mình thích, khoanh vùng cái khu vực mà tụi mình thích và phù hợp với cái nhu cầu, cái lối sống của tụi mình. Vậy thì tại sao, nhiều bạn hỏi là tại sao là không mua đất để mà xây nhà, mà phải đi tìm nhà để mua? Thì thật sự mình tự nhận mình là một người rất là cầu toàn, rất là bao việc đó mọi người. Cho nên cứ nghĩ tới cái việc mà mua đất để xây nhà là bao nhiêu thứ mình list ra trong đầu mình rồi, đó là nào phải lựa viên gạch như thế này, cái cửa như cái kia, rồi cái bồn rửa chén như thế này, rồi lựa cái giường ra sao. Tất cả mọi cái thứ đó cảm giác như là nó chiếm hết tất cả các thời gian của mình luôn. Thì mình thấy, trước đây mình cũng thấy ba mình xây nhà rồi, nó mất nhiều thời gian, công sức và mệt mỏi lắm. Cũng có cái hình thức là bao, cho người ta bao thầu xây trọn gói. Nhưng mà như vậy thì cũng là một người ôm việc như mình thì sẽ không an tâm mà lại rất là chi tiết vào đó, thì sẽ ảnh hưởng tới cái thời gian, cái chất lượng của công trình nữa. Nhưng nên mình không muốn. Mình muốn là dành cái khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc để mà chơi với con, thoải mái với chồng, hơn là việc phải stress, bực bội về cái việc xây nhà. Và chồng mình cũng đồng ý luôn. Anh bảo là tinh giản thôi, giảm được cái bước nào, công việc nào thì hay cái bước đó, để mà dành thời gian vui vẻ chơi với con hơn là dành cái thời gian stress vào việc đó. Cho nên tụi mình quyết định là tìm nhà rồi sửa lại theo ý mình, chứ không có mua đất xây nhà. Bây giờ mình bàn thêm một chút về cái kiểu khí hậu ở Hội An nha. Theo mình thì cái khí hậu ở Hội An chia làm 3 mùa. 3 mùa ha. Cái mùa xuân thì thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu. Bắt đầu từ tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Đó là những tháng rất là mát, rất là dễ chịu. Cây cối sum xuê, hoa lá rất là đẹp. Những tháng đó thì là không nóng quá. Buổi sáng sẽ se lạnh một chút, buổi tối mát mẻ, không cần bật điều hòa, vẫn nằm ngủ dễ chịu. Không có quá nắng, nước biển cũng bắt đầu ấm ấm dần lên. Thì đó là những cái tháng mà rất phù hợp cho bạn đi du lịch hay là sống ở Hội An nha. Cái tháng tiếp theo là mùa nóng, mùa nắng nóng. Sẽ bắt đầu từ tháng 4, 5, 6, 7, 8. Đó là những tháng mà nóng, đỉnh điểm của nóng sẽ là tháng 5, tháng 6, tháng 7. Nhiệt độ có thể lên tới là 39 độ, 40 độ. Ngoài đường rất là nóng, ở trong nhà cũng rất là nóng. Mặt trời sẽ chiếu thẳng trực tiếp vô và cực kỳ nóng. Đó là những cái tháng rất nóng. Nhưng mà ở Hội An được cái là có gần biển. Nên buổi chiều tắt nắng thì mình đi biển. Buổi sáng chưa mọc, mặt trời mọc thì mình đi biển cũng đỡ nóng. Và nếu mà nhà bạn ở gần cái khu cánh đồng mà thoáng một chút thì gió ở ngoài đồng vào cũng đỡ nóng một chút nha. Cái mùa tiếp theo, mùa thứ ba đó là mùa mưa bão á. Bắt đầu từ tháng 9, 10, 11, 12, cỡ đó. Là những cái tháng mà bắt đầu mùa mưa bão. Thì mưa ở Hội An không giống như mưa ở Sài Gòn đâu. Mình sống ở Sài Gòn một thời gian dài thì mưa ở Sài Gòn mưa một cái rồi tạnh liền. Nhưng mà mưa ở Hội An thì nó có thể mưa dầm, mưa về từ ngày này qua ngày khác. Nguyên một tuần nó mưa luôn mà không có một miếng nắng nào luôn. Và kèm theo mưa sẽ là áp thấp nhiệt đới, rồi bão, các cái cơn bão đánh vào hàng năm. Thì lần trước mình cũng nói đó, bão đánh vào thì làm sạt lở bờ biển, làm đổ gãy cây cối và những cái khu vực sống ở xung quanh vùng biển có vẻ là cũng không an toàn. Nhà cửa cũng bị đánh và trôi mất đi. Và với cái kiểu khí hậu thời tiết như vậy thì ở đây có hai mùa lúa. Mùa đầu tiên là mùa xuân hè, là bắt đầu từ tháng 1, 2, 3, 4 tới tháng 4 là người ta gặt lúa. Xong đó là người ta đốt đồng lên và xới đất để tiếp vụ tiếp theo luôn. Bắt đầu tháng 5, 6, 7, 8, cỡ cuối tháng 8, đầu tháng 9 là người ta bắt đầu gặt lúa, phơi lúa và hoàn tất mọi thứ trước khi cái mùa mưa bão đến rồi. Và với cái kiểu khí hậu như vậy thì một cái mà chồng mình rất là quan tâm luôn, đó là rất nhiều cái nhà ở Hội An bị tường bị mốc đó mọi người. Trên cái tường nó bị thấm nước mưa, tại vì mưa lâu ngày quá mà bị thấm mưa nên tường bị hút nước và bị nấm mốc ở trên tường. Có một số người Việt Nam thì như là cũng không quan tâm lắm về cái việc nấm mốc này, nhưng mà đối với chồng của mình á,
ảnh là người nước ngoài, ở nước ảnh hình như là cái quan điểm nó khác, và cái việc nấm mốc mình cũng nghiên cứu rồi, sau khi ảnh nói thì mình cũng nghiên cứu, thì nấm mốc phát triển trên tường hay trong nhà nó gây ảnh hưởng nhiều lắm tới sức khỏe, tới phổi, tới cái hơi thở của mình nhiều lắm. Cho nên cái những cái nhà ở Hội An á, mà đi thuê nhà, lúc mà tụi mình đi thuê nhà thì tụi mình kiểm tra rất kỹ thôi, coi là các cái ngóc ngách rồi các cái tường có bị thấm hay không. Đôi khi người ta thấm, người ta cạo cạo lên, người ta sơn lên, mình cũng không biết đâu, phải tới mùa mưa mình mới biết được. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên. Cho nên khi mà mua nhà bạn phải để ý coi ha, coi là ngóc ngách tường có bị ngấm nước, giò nước hay không. Có một chị bạn của mình, nhà của chị là chị xây luôn á, mà có một mảng tường nó bị thấm nước, mà mình không biết là do cái công nghệ xử lý chống thấm ở đây nó không tốt hoặc là sao á, mà chị nói là chị cũng gọi đội chống thấm làm 2-3 lần rồi mà không hết. Cứ tới mùa mưa là nước nó ngấm vô, hết mùa mưa là nó bắt đầu, cuối mùa mưa nó bắt đầu nấm mốc lên, thì cứ phải cạo đi sơn lại mít luôn, nên rất là cực kỳ khó chịu. Cái đó là cái nấm mốc trong mùa mưa ha. Cái thứ hai là cái mùa nóng. Mùa nóng là tháng 4, 5, 6, 7, 8 đó. Mùa nóng là nóng nóng kinh hoàng lắm, mà nóng mà mặt trời chiếu trực tiếp luôn á. Lúc mà tụi mình chưa mua cái căn nhà này thì tụi mình thuê một cái căn nhà view nhìn trực tiếp ra ruộng lúa rất là mát. Căn nhà đó hướng tây, trực tiếp hướng tây và nhìn ra ruộng như vậy luôn. Thì ban đầu rất là chill, tụi mình đâu có để ý là mùa nóng, mùa lạnh gì đâu. Thì căn nhà rất là chill, rất là dễ thương, thì tụi mình cũng thuê. Sau đó thì phát hiện ra là nóng quá, mùa hè ở không được, ở cái phía trước sân nè và phòng khách, rồi cái phòng ở phía trước nóng cực kỳ luôn, không có điều hòa nào, không có cái rèm cửa chống nắng nào mà cản được cái ánh nắng mà nóng hết á. Thì buổi chiều đó rất là nóng luôn, và không có dùng được hai cái phòng phía trước, chỉ dùng được cái phòng ngủ phía sau và cái phòng ngủ trên lầu phía sau thôi. Thì mọi người để ý nha, nhà hướng tây ở Hội An mà phía trước không có cây cối che chắn hay là không có nhà nào che chắn gì hết thì mùa nóng cực kỳ nóng và cực kỳ tốn điện. Với lại thêm một cái nữa đó, lúc mà tụi mình đi mua nhà thì tụi mình thấy được là có các cái kiểu nhà ở Hội An như vậy nè. Một là cái kiểu người ta xây để ở, thì tại vì người ta là người địa phương sống ở đây lâu rồi nên người ta biết được cái kiểu khí hậu thời tiết ở Hội An như vậy, nên người ta xây rất là kiên cố, xây móng rất là cao, cách cái mặt đường cũng khá là cao, chắc là để mà phòng lụt á. Và thường ở quê á thì nhờ ông chú ông bác gì đó trong họ hàng nhà mình kiểm soát cái chất lượng công trình, coi thợ dùng đó, cho nên đa số các nhà xây rất là chắc. Nếu mà họ xây để ở ha thì họ xây rất là chắc, rất là kiên cố. Nhưng mà có một cái loại nhà thứ hai, đó là có những nhà mà người ta mục đích người ta xây là để cho thuê thôi á, ví dụ như là ba mẹ để lại cho miếng đất thành sao đó thì có chừng mấy trăm triệu, một tỷ, thì người ta nói là ok mình xây cái nhà lên để cho thuê, thì người ta giao trọn gói cho cái đội xây nhà, xây nhanh lắm. Nhưng mà có một số nhà thì chất lượng công trình không có đảm bảo đâu, do là người ta không có ở, người ta xây cho thuê, nên ví dụ như là mình đi coi một số nhà thì có một số thứ như là cái cửa kính, cái cửa sổ á, nó chỉ là một lớp thôi, tại vì người ta có lẽ là người ta muốn giá rẻ hơn một chút nên nó không có chống ồn, không có chống nắng được. Hoặc là cái toilet á lung lay, nói chung là cái bàn bếp hoặc là cái tủ bếp chất lượng nó không có tốt, mở ra cái nó kêu rạo rạo rớt rồi. Thì đó là cái kiểu mà người ta xây nhà cho thuê, người ta không có để ý lắm tới cái chất lượng. Thêm một cái kiểu nữa, đó là những người mà tiến bộ hơn một chút, là có thuê thiết kế, có thuê design, có thuê cái đội xây dựng mà có kiểm soát, giám sát. Thì những cái nhà đó, villa, có hồ bơi khá là đẹp, hoặc là những cái nhà rất là chill. Ví dụ như là họ sẽ thiết kế cái bàn bếp nấu nướng ở phía ngoài nhìn ra ruộng lúa, hoặc là có những cái phòng ngủ, phòng đọc sách, view lúa, view rừng dừa này kia. Thì những cái nhà đó rất là đẹp luôn, bước vào là thấy ôi đẹp quá, mình ở trong nhà rất là nên thơ, rất là chill. Thì người ta đăng lên để cho thuê Airbnb hoặc là cho thuê ngắn hạn, cho thuê dài hạn đó. Thì những cái nhà đó rất là đẹp, nhưng mà có một cái là bước vô nhà mình thấy đẹp, nhưng mà giống như là mình nghĩ ủa mình có ở được cái nhà này vào mùa mưa không, nhỡ mà
cái bếp nằm ở ngoài 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 sân như vậy, mà chỉ che một chút như vậy, nhưng mà mùa mưa mưa rả rích cả tháng nó tạt vô ướt thì làm sao mà nấu ăn kiểu như vậy. Những cái nhà mà chiêu chiêu kiểu như vậy thì lại không có phù hợp với mình để sống lâu dài an toàn theo cái cách của mình. Mình thấy là mẹ mình khuyên đúng lắm luôn đó mọi người. Trước khi mình mua nhà thì mẹ mình khuyên là khi đi mua nhà thì coi cái khu xung quanh, đừng nói chuyện với hàng xóm xung quanh, rồi lân la nói chuyện với mấy người ở xung quanh coi là họ như thế nào, họ có dễ chịu hay không, nói năng có lịch sự dễ thương hay không, tại vì hàng xóm là ảnh hưởng quyết định tới cái môi trường sống của mình nhiều lắm. Cái thứ hai nữa là mẹ mình nói là bước vô nhà mà thấy cái nhà ấm cúng, mà mình cảm giác được là mình sống ở đây, mình thoải mái, mình đi vòng một vòng, mình tưởng tượng được là mình sống ở trong cái nhà này nó như thế nào, mình đừng nấu ăn, đừng coi tivi, nằm ngủ nó như thế nào, mình cảm giác được cái sự thoải mái khi ở trong cái nhà đó như vậy, thì mình mới nên chọn cái nhà đó. Thêm một cái nữa đó là mẹ mình nói là căn nhà dù có thế nào cũng được, nhưng mà tùy vào cái bàn tay vun vén chăm sóc sửa sang của mình thì nó sẽ đẹp theo cái ý mình thôi. Thì mình áp dụng theo cái lời dạy của mình, mẹ mình để đi mua nhà luôn đó. Và sau suốt một cái năm đi tìm kiếm để mua nhà thì mình có một số cái câu chuyện, mà tại vì đây là lần đầu tiên mình đi mua nhà nên là mình có những người mà chắc là đi mua lâu rồi hay là có kinh nghiệm rồi chắc sẽ không gặp phải đâu ha. Mình kể cho mọi người coi ha. Có một cái căn nhà ở đường Cửa Đại, gần cái đường Cửa Đại á, dễ thương lắm. Giá cũng ok, mọi thứ rất ok, chủ nhà cần tiền gấp để mà mở thêm một cái business kinh doanh gì đó. Thì tụi mình đi coi lại mấy lần, cảm giác rất ok, nhưng mà đôi khi á, cứ đi ngang qua cái nhà đó là cứ thấy nó nghiêng nghiêng, nhìn ở ngoài cứ cảm giác nó nghiêng nghiêng. Hoặc là do mắt của tụi mình hay là do cái địa hình ở đó nó như vậy, nên cứ nhìn thấy cái nhà cảm giác nó nghiêng nghiêng. Cho nên mặc dù nó rất là phù hợp, nó ok, nhưng mà cái cảm giác mang lại tụi mình là không an toàn. Tưởng tượng là mình vô mình ở trong cái nhà đó mà mình cứ nghĩ nó nghiêng có sập hay không. Thì thôi mình cũng bỏ qua cái nhà đó, mình nét để đi tìm cái nhà tiếp theo. Có một lần nữa là có một căn nhà cũng gần cái khu Cửa Đại luôn, gần ruộng lúa, cũng dễ thương. Nhà này do một cái anh ở trong Sài Gòn, anh mua đất, anh xây nhà ở đây. Mục đích là để Covid, nhà anh về ở đó, mà anh xây xong thì hết Covid rồi, cho nên nhà anh dọn trở lại trong Sài Gòn. Thì anh thích cái nhà đẹp lắm, ở trước có một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ, đẹp và rất hợp với ý của tụi mình. Sau khi mà tới một cái bước mà muốn coi cái hồ sơ giấy tờ rồi á, thì anh đưa cho mình coi, mình hỏi là ủa sao trên cái sổ này không có cái nhà vô trọng anh, thì mới vỡ lẽ ra là anh không có hoàn công cái nhà được, sau khi xây nhà được thì phải hoàn công mới có add cái nhà vô trong sổ đỏ được á mọi người, cho nên là anh không có cái nhà trên cái sổ, bởi vì anh xây lấn trái phép hay là làm gì đó ở phía sau cái mương nước á, cho nên người ta không có cấp hoàn công cho anh được, nên thôi mình cũng rắc rối về giấy tờ á, nên mình cũng bỏ qua cái nhà đó. Có một lần nữa là cái nhà khu An Mỹ luôn, gần cái chỗ mà mình đang thuê đang ở đó. Căn nhà đó rộng lắm, 270 m², là rất là to, có một cái sân rộng và khu vườn rộng ở phía trước. Mức giá cũng khá là ok, căn nhà cấp 4, 3 phòng ngủ. Cảm giác bước vô là mình có thể sửa sang để làm lại cho nó đẹp được theo yêu cầu của mình. Cái hôm đó môi giới chị cho mình đi coi vào buổi sáng. Thì ngày hôm đó nguyên ngày là chồng mình bệnh họp nên anh không đi coi được. Xong mình cũng nói môi giới là ô sáng mai nha, sáng mai chồng chị rảnh thì hai người cùng đi coi. Cái sáng mai tụi mình vừa coi xong luôn á, thì có một người chạy vô đặt cọc luôn. Người ta nói là ok, tôi thấy hợp lý rồi, tôi đặt cọc luôn. Thì tụi mình cũng không có nhiều kinh nghiệm đi mua nhà nên thấy sao nhanh như vậy. Nên cũng mất luôn cái căn nhà đó, mặc dù đó là căn nhà mà mình thích nhất trong tất cả những căn mà mình coi luôn á. Cho nên người ta nói là mua nhà là phải có duyên đó, đúng là phải có duyên thiệt đó mọi người, chứ không là không có duyên là không mua được nhà đâu. Với lại là ban đầu lúc mà đi mua nhà, chuẩn bị mua nhà, tụi mình list ra rất là nhiều các cái yêu cầu là muốn thế này muốn thế kia cho căn nhà, nhưng mà sau khi coi rất là nhiều căn nhà rồi thì tụi mình lược bỏ bớt đi những cái không cần thiết, tại vì có thể là nó không có hoặc có thể là nó over the budget.
nó quá cái kinh phí của tụi mình. Thì tụi mình rút lại là tụi mình chỉ cần cái căn nhà nào ở những cái khu mà tụi mình thích, mình muốn có cửa sổ, tại vì ở Hội An ít nhà có cửa sổ lắm, người ta xây san sát, người ta cấp chia cái mét đất là 100 mét vuông vậy thôi nè, cho nên hai cái nhà sát nhau không có chừa đất ở giữa để có cửa sổ nữa, mà tụi mình muốn là có cửa sổ có ánh sáng tự nhiên cơ, nên tìm cũng khá là khó nha. Cái thứ hai nữa mà tụi mình muốn là không phải cái kiểu nhà mà nhà truyền thống ở Hội An á. Ở Hội An có cái kiểu người ta xây như vậy nè, hình như là mọi người copy lẫn nhau á, cái sân ha, xong tới cái phòng khách, rồi tới cái cầu thang đi lên trên lầu, xong tới một cái mảng tường lớn vậy nè, tại vì có một cái phòng ngủ, rồi mới tới cái phòng bếp ở phía trong, rồi cái hành lang, một cái đường dài đi vô trong như vậy. Thì mình không hề thích cái kiểu nhà đó luôn, và cái kiểu nhà đó cũng không có sửa được, tại vì nó có cái phòng ngủ chen ở giữa rồi, không có đập cái phòng đi được, thì đập đi sẽ mất đi một cái phòng ở trong cái nhà. Mà mình không muốn là cái bếp nó nằm tít tắp ở cuối cái nhà, là mình không muốn là lúc mà mình nấu nướng thì mình không biết là con mình, chồng mình nó chơi làm gì ở ngoài phòng khách. Mình muốn là cái phòng bếp với phòng khách của mình nó thông với nhau á, nó không, phòng bếp, bàn ăn, phòng khách, mọi thứ nó thông với nhau, để mình có thể quan sát được nguyên cái nhà của mình quản lý được nguyên cái nhà mình trong lúc mình nấu nướng. Chứ mình không muốn cái nhà mà phòng bếp, phòng giặt nó lùi tịnh tút lút phía sau nữa. Thì đó, có những cái yêu cầu mà sau khi đi coi nhiều, có kinh nghiệm nhiều thì tụi mình mới tự rút ngắn các cái yêu cầu của mình. Thì đúng là mua nhà có duyên thiệt mọi người. Cái hôm đó cái cô trong xóm chỉ cho mình nói là ủa, cái xóm phía sau có người đang bán nhà á con. Cái xong một chút xíu nữa là có cái bạn môi giới, bạn đó ở cùng xóm của mình luôn, bạn nói với mình là chị trong cái khu của mình có một cái căn nhà của chị này đang bán nè, cũng đang bán gấp á, chị qua coi không, cũng đúng cái yêu cầu của chị muốn đó. Thì tại vì ở trong xóm mà cách còn chút, mình chạy qua coi, rồi mình chạy qua nói chuyện với hàng xóm coi cái khu đó như thế nào, tại vì gần nhà mình lắm nên mình biết cái khu này rồi, mình thông thạo cái địa hình ở đây rồi, cũng biết hàng xóm láng giềng luôn, dễ hỏi dễ trao đổi rồi. Thì buổi sáng mình coi rồi buổi tối hôm đó mình cũng cọc luôn, chỉ là xong cái câu chuyện mua nhà của mình luôn rồi đó. Thì nhà mình nó cũng không có gì là xuất sắc, đặc sắc hay là nổi bật gì đâu, chỉ là nó phù hợp, gọi là phù hợp với yêu cầu của tụi mình, phù hợp với cái mức tiền mà tụi mình đưa ra, phù hợp với những cái đặc điểm mà tụi mình muốn thôi. Chứ có thể là một người khác nhìn vô thì sẽ thấy nó không phù hợp với người đó, hoặc là nó không có thích hợp với người đó, thì họ sẽ chê, hoặc là họ sẽ không muốn. Nhưng mà với tụi mình là nó phù hợp. Và sau một năm sống ở cái căn nhà này, thì với một người làm tài chính như chồng mình, ban đầu anh cũng đấu tranh là mua nhà sẽ không có lợi đâu, đầu tư tiền vào những kênh khác thì sẽ có lợi hơn. Nhưng mà sau một năm sống ở nhà của mình thì anh cũng đồng ý là cái nhà mặc dù nó không có đưa lại cái giá trị phát sinh, giá trị kinh tế lớn như là đầu tư, nhưng mà nó đem lại cái cảm giác an tâm, an toàn, dễ chịu, thoải mái khi mà sống với vợ con ở trong cái nhà của mình. Đó là cái câu chuyện của mình. Còn một điều nữa, tại vì chồng mình là người nước ngoài á, thì để mình coi, chồng mình là người nước ngoài á, thì theo luật thì người nước ngoài không được đứng tên trên sở hữu nhà đâu, mà chỉ có người Việt Nam thôi. Mình cũng giới thiệu cái luật đó cho chồng mình coi trước rồi, thì anh cũng biết, anh cũng đồng ý luôn. Khi mà mình làm giấy tờ á, bên công chứng sẽ viết ra một cái giấy là gọi là gì ta, miễn trừ quyền lợi, cái giấy miễn trừ, gọi là miễn trừ quyền lợi đó. Công chứng sẽ có người dịch ra bản tiếng Việt, tiếng Anh, rồi có người dịch cho anh là cái nhà này là không có liên quan ảnh hưởng gì tới tôi, nhà này thuộc về quyền sở hữu của vợ tôi, thì ký tên vào bên dưới. Thì lúc mà công chứng giấy tờ phải có cái giấy đó thì bạn mới được đứng tên một mình trên cái nhà đó ha. Chỉ vậy thôi. Đó là toàn bộ cái câu chuyện mua nhà ở Hội An của mình rồi đó. Nếu mà bạn muốn làm hàng xóm của mình thì hãy nhắn tin cho mình về đây mua nhà sống ở Hội An chung với mình nha. Các video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cuộc sống ở Hội An như thế nào, đắt hay rẻ, hay là vui vẻ, dễ chịu, hòa mình với thiên nhiên như thế nào nha. Không biết là mình có quên cái gì trong cái kinh nghiệm mua nhà của mình hay không nữa. Nếu bạn muốn hỏi gì thêm thì cứ nhắn tin cho mình trên Facebook Yogi Mom nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong video lần sau nha.